Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai của Chập Chùng Tủi Nhục của tác giả Nguyễn Thừa Bình. Tháng 2 năm 1979, đàn anh Trung Quốc cho đứa em nhỏ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một bài học. Những người tù được cán bộ trại nhồi sọ, bắt chửi độc, chửi không biết mắc cỡ, chửi không biết mệt, chửi tra rã suốt ngày này qua ngày khác. Cái bọn bành trướng Bắc Kinh, cái bọn Đại Hán, cái bọn Thiên Triều. Nếu trễ một tháng nữa thôi, bọn tù chúng tôi có thể là lao công, là tù binh, là Việt Kiều trên đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, mà cũng có thể đã bị chết thiêu giữa hai lằn đạn, đều là kẻ thù không đội trời chung của Việt Nam Cộng hòa ở Lào Cai rồi. Hơn một năm ở đây, K5, một số chúng tôi được biên chế qua K1, cũng trong hệ thống trại tù Tân Lập. K1 lao động chính là tưới trà, cuốc đất, trồng khoai lang, khoai mì, bí đỏ. Một ngày mùa hè nóng thật là nóng của miền Bắc, cá chết dưới ruộng, trên sông. Những người tù hùng hục làm đường ra Bến Ngọc, Ấm Thượng. Vài người đã ra người Thiên Cổ, Bác Ngọc, Anh Ngọc, Anh Dũng, Anh Minh. Anh Minh nghe nói là thiếu tá lái máy bay trực thăng cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Anh Ngọc mơ có một bữa ăn no chết cũng đành. Bữa nay nằm xuống thì ngày mai có cả mẹ, cả vợ, cả hai đứa con ở Sài Gòn ra thăm, đem theo nhiều quà thăm nuôi. K1, tôi trong đội chè với toàn các tiền bối, trung tá và lóc chốc mấy đứa nhỏ đại quý chúng tôi là tôi, là Bùi Hữu Bằng, em chuẩn tướng Bùi Vinh, là Nguyễn Minh Chánh, đơn vị 101, đội chè chuyên gánh nước tưới đồi trà, làm cỏ mấy gốc trà và hái lá trà non. Đội nằm xà lim, đầu có dãy đầu tiên bên phải của trại sát nhà bếp tù. Ở đây còn lại hai người trong ký ức tôi đến ngày hôm nay còn nhớ. Một là một người trọng tuổi, cao ốm, thông dong, hiền hòa. Anh em nói là trung tá phó giám đốc nha tiên quý Phật giáo, thượng tọa Thích Thanh Long. Một là một người ngang tuổi tôi, thường dựa tường, cô đơn, ít chuyện trò, mắt buồn hiu hắt. Bạn bè nói là Phan Tấn Ngưu, thiếu tá trưởng ép đặc biệt, anh ta buồn vì vợ cũng ở tù. Tháng 12 năm 1980, chúng tôi bị lùa vào Thanh Hóa ở Thanh Phong thuộc huyện Nông Cống, rồi Thanh Lâm thuộc huyện Như Xuân, ở với núi đá vôi, rừng gỗ lim, người Thái trắng, người Thái đen. Người ta đưa ông trung tướng có, ông đại tá Khải làm ban giám đốc và chúng tôi làm công nhân tù cho một kế hoạch đồng điền trà, như thể đồng điền cao su đất đỏ thời Pháp thuộc trong Nam. Nơi này tù Z chúng tôi là loại tù chính trị, tù binh, tù học tập cải tạo, còn có tù hành sự và tù biệt kích. Tù hành sự là những người đủ lứa tuổi, bị chế độ kết tội hình mà chịu tù một cách thảm thương, như đang chịu hình dưới âm ti địa ngục chuyển kiếp ngạ quỷ súc sanh trên dương gian trần thế. Tù biệt kích là những người lính biệt kích của Việt Nam Cộng Hòa và của Trung Hoa Dân Quốc sống ở đây cũng được chục năm rồi. Tôi nhớ đại quý Tôn Thất Lãnh, một người tù Z đẹp trai, thông minh, linh hoạt, hòa nhã, cứ mỗi lần tắm suối là mon men theo mấy anh tù biệt kích Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan mà học tiếng Quan thoại. Không lâu, anh ta đã nói chuyện được với mấy anh chàng biệt kích Đài Loan này một cách trơn tru lưu loát. Cuối tháng 4 năm 1982, tụi nó chuyển chúng tôi về K2 thuộc trại Z30C Hàm Tân. Hàm Tân ngày xưa thuộc tỉnh Bình Tuy, sau nhập với Bình Thuận thành Thuận Hải. Hàm Tân sát quê tôi Phan Thiết, có khu rừng lá, mà những năm chiến tranh là ổ phục kích, đắp mô chung miền trận xe đò thu thuế của Việt Cộng, giả dạng là mặt trận giải phóng miền Nam. Những lần chung vô rừng chặt lá buông, nhìn ngọn núi mây tàu, lòng không khỏi lao sâu, nỗi buồn thênh thang mênh mông. Những đụng cát khô khan, những con dông rượt nhau giữa trưa, những cụm mây bạc bay trên trời cao xanh biếc, như thể Phan Thiết tôi đây. Ôi Phan Thiết là Phan Thiết, tôi nói ra nho nhỏ lời than của hàng mạc tử khóc mộng cầm, và nước mắt tôi có khi cũng chảy những giọt nước mắt buồn hết sức. Khóc nỗi nhớ thương cha mẹ, vợ con, anh em, đang sống ra sao, chắc khổ biết chừng nào không xa nơi này bao nhiêu.
Tôi trong đội nông nghiệp chuyên trồng lúa, khoai mì, đậu phộng, lúa nương. Kết quả không đáng kể nhưng thành công là hành hạ được tội tù cải tạo hoài, cải tạo mãi. Tụi nó phản động cứ là phản động, không bao giờ tin cách mạng. Dẫu sao, K2 của Z30C Hàm Tân cũng không đọa đầy rách nát, khố rách áo ôm như thời cải tạo trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nơi Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Vĩnh Phú, Thanh Hóa. Nghĩ lại tội nghiệp cho những người mang tội hình sự ở những nơi đó, thiếu gì họ là những người vô tội ở cái xã hội mà công an, bộ đội, nhà cầm quyền muốn bắt ai là bắt, bỏ tù ai là bỏ tù. Một khi đã vào vòng lao lý rồi, họ bị đối xử một cách dã man không bằng một con vật. Ngoài Thanh Lâm, tù hình sự nhốt cách chúng tôi một hàng rào kẽm gai cao, những tên đội trưởng, tổ trưởng là những hung thần đầu gấu, đại bàng, được trao quyền sinh sát. Tụi nó thường cho phạm nhân này ăn và bỏ đói phạm nhân kia cho đến chết. Tụi nó tùy tiện hành hạ gọi là trị phạm nhân bằng búa sắt đánh vào khuỷu chân, mắt cá, cùi chỏ và dây kẽm gai quất cho rách nát da thịt những người bạn tù, cũng tù như mình. Ngoài hiện trường lao động, bọn công an được tù cải tạo đặt cho một cái tên là Bò Vàng, xuất thân từ dòng giống tá điền phản trắc, đấu tố địa chủ một cách ác nhân, độc địa thời cải cách ruộng đất di truyền cho, nên vốn đã thụ hưởng máu không có tính người, lại được nhồi sọ với chế độ cộng sản cuồng tín. Chúng trở thành yêu tinh, quỷ sứ của loài ma quái. Năm ba thằng tụm lại, bắt họ đứng yên mà lấy đá, lấy gạch, lấy cây gỗ, quăng cho bầm tím cả thịt da hay máu chảy từng giọt, rồi rủ nhau cười ngặt nghẽo. Hết thằng này rồi tới thằng kia, thay nhau dùng bắn súng đánh, nện vào thân xác chết đói gầy gò của họ, bắt họ cấm la, có khi lóc cả lưỡi lê vào mà lụi đại, bất kể trúng đâu đâu cho lũ mày chết đi. Người ta đang giăng nắng gió lào nóng cháy da thịt, mà lao động là vinh quang. Cứ đưa ông cây lửa châm thuốc rồi dí đầu cây củi đang cháy vào nách, vào bụng, vào đùi người ta cho biết tay công an nhân dân. Con người không đâu xa, con người xã hội chủ nghĩa không bao giờ và không đời nào ai nói là văn minh được. Có văn minh là văn minh cái bản chất không còn tính người, đối với người thì có. Vào K2 Z30C Hàm Tân trong Nam, ngồi tính ra đi tù cũng trên 5 năm, mình nghĩ mình u mê, đã chung vào học tập cải tạo. Nhưng suy đi tính lại, không chung vào học tập cải tạo thì chung vào đâu lúc bấy giờ? Nghe phong phanh không căn cứ rằng, anh em Việt Nam Cộng Hòa của mình lập chiến khu chỗ này, mật khu chỗ kia, nhưng chẳng manh mối đâu với đâu. Bây giờ mình trông trên quá tình trạng ngụy quân ngụy quyền như Thúy Kiều, nghĩ mình phận mỏng cánh buồm, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Lao lý, ai cũng phải nghĩ tới khổ ải, đọa đầy, nhưng mấy ai nghĩ tới khổ ải đọa đầy của bọn Mỹ ngụy dưới gông cùm cực kỳ khắc nghiệt, dã man, của bọn thú rừng mang trợ mang tên cách mạng giải phóng. Vì thế giới nhìn trừng trừng, cái nhìn chăm chăm sự thể tấm máu diễn ra, bọn trí trá Việt Cộng không thể giết cho chết hết như Tố Hữu, giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong. Chúng cho ăn đói, bắt làm việc nặng, chửi bới nhục mạ, cho chúng nó chết dần chết mòn. Và bạn bè tôi từng ngày càng đông rủ nhau về bên kia thế giới không kịp lời từ giã thân nhân. Họ chết ngay những ngày tháng đầu vô biên hòa và trải xác từng nơi bước chân tôi đi khắp vùng núi rừng Việt Bắc, Thanh Hóa và đến bây giờ ở Hàm Tân. Chưa nói, những anh em bị lôi ra bắn bất kỳ lúc nào vì tội này tội kia gán cho. Tôi cũng đã bị hụt hơi rất nhiều lần, tưởng đã về với ông bà, ông vải. Những năm ở Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Vĩnh Phú, Thanh Hóa, bọn đầu sổ, bọn chính trị vốn đánh hơi giỏi hơn chó, biết đang bị thế giới văn minh lên án, nên mượn tay thân nhân người tù nuôi người tù sống năm này qua năm kia, lại còn làm ra của cải, đâu tốn một đồng xu. Từ năm 1979 trở về sau, cha mẹ, vợ con, bà con lối xóm thân thích, người tình, bè bạn, lặn lội thăm tù cải tạo ở bất cứ nơi nào đều heo hút gió,
Trừng Thiên nước độc Sơn Lâm chứng khí. Anh em tù chúng tôi nhờ đó khá ra, khá ăn khá mặc khá tốt tướng trở lại. Trong tù không còn tranh nhau cái ăn từng ly từng tí. Bây giờ có ai trách ai sự sống, là lằn ranh giữa cái bao tử trống trơn chờ chết và cái bụng còn lỏng bỏng ít thức ăn cầm hơi sống. Lúc này trong các trại tù học tập cải tạo hay trại tập trung cải tạo đẻ ra hai lớp người, một là nhà giàu, những người được thăm nuôi đều đều dài dài, một là nhà nghèo, con bà sơ chưa từng nghe đọc tên ai là người thăm nuôi mình. Và nhà nghèo làm công cho nhà giàu là tự nhiên trong một tập thể người sống với người dù đang trong tù. Ở Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tôi con bà sơ vì vợ đi lấy chồng khác, mai về Hàm Tân gần nhà Phan Thiết. Bà vợ tôi bây giờ nuôi ăn hàng tháng nên cũng đủ ăn đủ mặc với người ta. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, nỗi đớn đau biết chừng nào người tù không có ai thăm nuôi, đói, buồn, tuổi, và người đời là những bạn tù xung quanh cũng coi thường. Tôi nhớ anh bạn thiếu tá quận trưởng quận Đức Tu họ Bùi, tình nguyện mỗi sáng đi gánh cước để được ở nhà thông dong hơn, cũng khó quên. Cô cán bộ công an nhân dân đeo nhiều ngôi sao lụi của trại si cho con ỉa, xong kêu chó lại cho nó ăn và đưa đít thằng nhỏ cho nó liếm sạch cức. Ngày 24 tháng 4 năm 84, tôi được thả ra với giấy ra trại do đại quý Trịnh Đức Tý ký. Không ai tù cải tạo chúng tôi được lệnh tha mà không bị cầm chân ở lại làm công quả cho trại 10 ngày nửa tháng. Đau cho người bạn tôi, đại quý Lê Thành Nhiên, bị bắt ở lại trại làm công quả mà phải chôn xác nơi trại tù Thanh Lâm heo hút hắc hiu. Một sáng lẽ ra được trả tự do như anh em mà về quê Bến Tre trong Nam, anh đã nằm chết im lìm trên chiếc võng, mặt buồn thiệt là buồn và mắt chưa kịp nhắm. Tôi một tay cầm tay Nhiên, một tay vuốt mặt Nhiên nói nhỏ, thác là thảy phách, còn là tinh anh. Thôi mày về lại cố hương, về lại gia đình. Tôi vừa bước ra sân tập họp đi lao động vừa nghĩ đến Nhiên đêm 30 Tết, đầu năm 1981 ở trại Thanh Phong. Nhiên hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, hát nhạc vàng của miền Nam Việt Nam, từ chiều cho đến sáng hôm sau một cách say sưa, nhiệt tình, ồn ào hơn ai hết. Những người tù lắng tôi từ K1 Tân Lập Vĩnh Phú mới chuyển tới, được một đêm hát ca thả giàn rồi ngày mai khàn cổ không ai nói ra được một tiếng nào và rủ nhau lên làm việc với ban trật tự, ban giáo dục và trại trưởng đại quý Trương Bảy. Tôi về Sài Gòn trên chiếc xe đò cũ kỹ chạy ì ạch bằng than củi, người ngồi chật cứng và đầu đặt đủ thứ chất đầy, đồng quê vắng tanh, phố phường nghèo nàn. Bị quản chế một năm, hàng tuần phải trình diện và báo cáo nơi phường 3 quận 10, và công an khu vực ở sát bên nhà cứ dòm dòm, ngó ngó. Tôi chỉ quanh quẩn rộng lắm cũng trong thành phố Hồ Chí Minh mới cướp danh từ thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa, của đồng bào miền Nam Việt Nam. Mọi thứ đều đổi thay một cách khắc nghiệt, khô cằn, héo mòn, trách tuông. Xã hội được định phần thụ hưởng theo chế độ, theo tem phiếu, theo phân phối, theo kinh tế quốc doanh, theo xã hội chủ nghĩa, đất nước tàn mạt. Một đám cưới phải có giấy chứng nhận của Ủy ban Nhân dân phường mới mua được một lít nước mắm loại thường, 2 kg thịt heo ba rọi, một cây thuốc mai xé banh, nửa ký lô đường cát vàng và thêm nữa, có thể mua được một cái mùng vải thô nhỏ cho hai vợ chồng mới cưới. Nhưng cái việc này không phải tiêu chuẩn ai cũng có, và ở đâu cũng như nhau. Trong xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ, lệ làng hơn phép vua, thì đừng nói công bằng, lẽ phải. Bạn bè tôi, những người tù học tập cải tạo ra trại, tay trắng biết làm gì và ai cho làm gì. Họ bán giấy số, khuân vác, bán cà rem, bán kẹo kéo, thổi bong bóng, làm mướn, đánh xe bò, đạp xích lô, đi kinh tế mới, mánh mông lặt vặt mà yên phận hẩm hiu qua ngày. Ông bạn đại đội trưởng chiến tranh chính trị của tiểu khu Bình Thuận, đại quý Vĩnh Vu buồn biết chừng nào mà than thở rằng mấy đứa con bị đuổi học hết trơn. Tôi biết, sắp nhỏ con ảnh học giỏi lắm như các con cái của bạn bè tôi,
Nhưng cha các trò là Ngụy Quân, Ngụy Quyền đành nghỉ học mà khóc lóc ngày này qua ngày khác. Những anh em chúng tôi ngày xưa cùng học trường Phan Bội Châu hay các trường Tiến Đức, Bồ Đề, Chính Tâm ở Phan Thiết đi lính lên lon trung quý, đại quý, thiếu tá, phải còng lưng làm công nhân sở muối, lương phạn không đáng kể, cực thì hết sức cực mà phải năn nỉ xin xỏ vào để tụi nó bớt dòm ngó. Người bạn Nguyễn Ngọc Nhã, đại quý trưởng phòng 2 tiểu khu Phú Bổn, vợ bỏ sớm, về Kim Ngọc lấy vợ mới. Hai vợ chồng làm nghề lái heo Long Khánh ra Phan Thiết, chẳng hơn 2 năm, nó chết vì bệnh lao. Tôi, Nhã rất thân nhau ở trại tù Lào Cai. Thân nhau vì người cùng quê, mà cũng thân nhau vì ghét việc cộng, ghét cay, ghét đắng. Nó thường nói như vậy. Hai ông đại quý Nguyễn Văn Trắng và Dư Ngọc Huân cùng học Học viện Cảnh sát Quốc gia và Thủ Đức với tôi ngày ngày còng lưng kiếm ăn bằng hai chân đạp xích lô khắp phố phường Sài Gòn. Tôi, vợ bỏ ra một ít vốn xoay sở làm ăn, nói làm ăn cho có vẻ ngon cơm một chút. Thật ra, cha con một nhà hùa vào nhau chịu khó chịu khổ làm các loại nhang bỏ mối chợ Phan Thiết mà thôi. Ngon cơm là tiếng nói dễ nhớ, khó quên. Thường nơi cửa miệng của anh bạn thiếu tá Bùi Văn Lớn, tù cùng láng, cùng trại từ Thanh Lâm ngoài Thanh Hóa vào Z30C Hàm Tân trong Nam. Kế ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, nơi thượng tọa thích Quảng Đức tự thiêu thuở nào, anh bạn đại quý Trịnh Truyện Kiều, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia quận Đức Lập, hồi đó cũng bị người vợ sợ làm hôn thê một người lính ngụy còn gì nữa đâu. Bây giờ kê một cái bàn sập xịu, ngồi bán mấy tấm giấy số, đếm tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam in hình quỹ sứ Hồ Chí Minh. Tăng điền thương hải đổi đời một cách éo le, cay nghiệt, chua xót. Nhờ những năm tháng huấn nhục nơi quân trường, nhờ thời gian đời lính cơ cầu đánh giặc, nhờ cuộc sống đối diện từng ngày với kẻ thù, họ quen mưu sinh thoát hiểm, mà lạng mà lách, mới sống được đến ngày hôm nay. Trong trại tù từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam, xét cho cùng, những anh em công chức, đảng phái dân sự, dễ bức, dễ đứt hơn những anh em quân nhân cảnh sát quốc gia xây dựng nông thôn. Có người nói, người thành thị này sang giàu hơn, sung sướng hơn dân nhà quê kia nghèo đói lầm than. Tôi dám đoan quyết rằng đó chỉ là một ý nghĩ phiến diện trừu tượng chung chung, bởi vì người thành thị này sang giàu hơn, sung sướng hơn, cũng có những người nghèo không có đủ miếng cơm manh áo. Trong dân nhà quê kia nghèo đói lầm than, thiếu gì kẻ giàu nứt vách đổ tường. Nhưng có ai bảo rằng vào cái thời cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam Việt Nam thì hết thảy những người mang tên Ngụy Quân, Ngụy Quyền đều sống đời sống vô cùng khổ, vô cùng nhục, sống như chết đi rồi, như nhau. Tôi cho là y chang, chí lý 100% không sai, không có biệt lệ. Tất cả họ không chừa một ai, hoặc bị thủ tiêu một cách bí mật hay công khai, hoặc bị bắt đi tù khổ sai, học tập cải tạo. Hoặc nhà cửa của họ đó bị đuổi ra và bị lấy mất, hoặc họ phải dắt dìu vợ con đi vùng kinh tế mới heo hút nơi rừng sâu núi thẳm. Họ bị quản chế, bị theo dõi, bị áp bức và bị không cho có công ăn việc làm. Họ sống như bóng ma trời trên chính quê hương của mình. Họ muốn chết đi rồi mà không chết đi được. Tưởng chết là hết, tưởng chết là dễ. Nếu là hết là dễ, thì những anh em bạn của tôi và chính tôi đây đã không còn trên trần đời ô trược này nữa từ lâu, thiệt là lâu lắm rồi. Ngồi đây nghĩ lại những năm dài đi qua trong đời, dẫu gì mình vẫn thấy mình còn ân phước bề trên ban cho mới còn sống và sống bình yên đến ngày hôm nay nơi này. Ngồi đây viết lại những vụn vặt kỷ niệm mà không khỏi bùi ngùi, cảm hoài thấy sự đã chung vào quá khứ. Quá khứ có chôn vùi nhưng không khuất tất hết tất cả ký ức một thời đáng nhớ, không nói tới đáng thương hay đáng ghét. Có những cái còn lại là nỗi buồn mất mát thời học sinh quần xanh áo trắng, những mối tình học trò thoáng qua, đi mất. Cũng có những cái còn lại là nỗi đau trăm năm đời người sống đời tục lụy mà nước mắt chúng sinh trong 3.000 thế giới dòng lại còn hơn nước trong 4 bể, như lời Phật dạy. Con người, người ta tin là có số, và nương theo số mà sống dù chập chùng tủi nhục.
Tôi không tin, tôi cứ lầm lũi sống, sống phấn đấu, sống không an phận thủ thường. Và tôi nghĩ, những anh em bạn bè tôi là những người bạn học, những chiến hữu, những bạn tù học tập cải tạo. Cũng nghĩ như vậy, sống là chiến đấu, nếu không mà quỷ mị chờ thời, đợi số thì đã gục chết trong tù giam tận cùng dã man của bọn Cộng sản Việt Nam. Ở những nơi này, nơi kia, Bắc, Trung, Nam hết trơn rồi. Đêm 31 tháng 8 năm 2012, Nguyễn Thừa Bình. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.